bấm nút thích cho bố đồ nhỏ. Con đồ to, sao mặt lại hờn dỗi thế kia? Đều tại bố đồ nhỏ ấy. Hôm qua anh mắc phải một lỗi nhỏ. Là lỗi lớn. Hôm nay trường mẫu giáo học vẽ tranh, nhưng bố đồ nhỏ không mang bản vẽ cho con. Con chỉ có thể làm người mẫu, chán chết đi được. Cũng không hoàn toàn tại anh, đều tại nhóm chat này. Anh cũng không có thói quen xem tin nhắn. Ai biết được cô giáo lại dùng nhóm chat để thông báo việc mang bản vẽ chứ. Bố đồ nhỏ, từ lâu cô giáo đã dùng nhóm chat để liên lạc với phụ huynh rồi. Sau này, anh cũng phải thường xuyên xem tin nhắn đi. Đăng tin lên mạng xã hội, dần dần rồi sẽ quen. Vậy được rồi, để anh thử xem. Con cũng giúp bố đồ nhỏ đăng tin. Đây là do ai đăng thế? Bố đồ nhỏ, đây là con giúp bố đăng lên mạng xã hội. Thế nào, trình độ chụp ảnh của con không tồi chứ? Con đồ to à, cho dù có đăng tin thì cũng không thể đăng ảnh xấu thế được. Phải đăng những ảnh thể hiện bố dũng cảm, thông minh, có tinh thần trách nhiệm chứ. Rốt cuộc là bố đồ nhỏ như thế nào? Con đồ to, giờ bố sẽ thể hiện sự khỏe mạnh của mình. Con chuẩn bị chụp ảnh nhé. Được à, con chuẩn bị xong rồi. Bố sắp bắt đầu đây. Bắt đầu đây. Không tính, vừa rồi không tính. Làm lại. Xem ra bố thực sự không nâng nổi rồi. Có cách rồi. Con đồ to, thế này cũng được à? Con đồ to, mau chụp đi. Đúng rồi, chụp ảnh. Để mình sửa ảnh một chút là hoàn hảo rồi. Mọi người đều khen bố thật khỏe. Thì ra cảm giác được ấn nút thích cũng không tồi. Chẳng trách mọi người đều thích mạng xã hội. Đây là ảnh con chụp ư? Đúng thế, con đồ to. Bố đồ nhỏ, em và mẹ đám mây đi dạo phố. Bữa trưa anh phụ trách nhé. Anh nấu cơm ư? Không thành vấn đề. Có ai ở nhà không? Đây. Bữa trưa bố nấu xong rồi. Mau tới ăn thôi. Em về rồi đây. Về đúng lúc lắm. Sắp ăn cơm rồi. Con đồ to, mau tới chụp ảnh nào. Đăng lên rồi. Bố biết ngay mà. Nhất định sẽ có nhiều người bấm nút thích. Tuyệt quá. Bố đồ nhỏ, em cũng bấm nút thích cho anh. Tài nấu nướng của anh tiến bộ nhanh thật đấy. Vậy sao? Còn bấm cho bố đồ nhỏ 100 lần thích. Bố đồ nhỏ, chuyện này thì ra bữa trưa là anh đặt mua bên ngoài. Thì anh... Thì ra bố đồ nhỏ nói dối à? Anh chỉ muốn được bạn bè bấm thích nhiều hơn thôi. Trên mạng xã hội phải đăng tin thật về mình. Anh làm giả như vậy thà không đăng còn hơn. Đúng thế, anh biết sai rồi. Anh sai rồi. Anh phạt mình rửa hết đống bát này. Vậy còn tạm được. Lại có nhiều người bấm thích như vậy. Còn khen bố là người đàn ông của gia đình. Con cũng bấm thích cho bố. Đương nhiên rồi, bởi vì đây mới là bố đồ nhỏ thật sự. Đúng thế, cho dù là trên mạng hay là trong cuộc sống, làm chính bản thân mình mới là tốt nhất.
thiệt có ý nghĩa. Các bạn nhỏ, các em có biết việc có ý nghĩa là gì không? Thầy Đại Mao đến trường mẫu giáo chính là một việc có ý nghĩa. Giúp chú trong cửa hàng tạp hóa cũng là một việc có ý nghĩa. Mọi người đều nói đúng. Cuối tuần này, các em hãy làm một việc có ý nghĩa. Thứ hai lên đây kể lại, được không nào? Bố về rồi đây. Bố đồ nhỏ, đây là cái gì? Con đồ to, cuối tuần này bố không thể cùng con ra ngoài đi chơi được rồi. Đơn vị tổ chức làm nghĩa vụ công ích, phải đi bảo vệ môi trường, làm người làm đẹp đường phố. Người làm đẹp đường phố ư? Đúng thế, chính là quét dọn đường phố, để thành phố của chúng ta càng thêm sạch đẹp. Vậy làm đẹp cho đường phố chính là một việc làm có ý nghĩa, phải không? Đương nhiên rồi, quét dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường chính là một việc có ý nghĩa. Tốt quá, con cũng muốn đi. Đi mà đi mà, cả nhà chúng ta cùng đi. Làm nghĩa vụ công ích là chuyện tốt. Con đồ to, mẹ ủng hộ hai bố con. Tuyệt quá, con có thể làm việc có ý nghĩa nhất rồi. Chúng ta sắp làm người làm đẹp đường phố rồi. Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ, trên phố chẳng có chút rác nào. Tìm kỹ xem, nhất định sẽ tìm thấy. Bố đồ nhỏ, mau tới xem này. Mẹ tập gì? Bố mẹ mau tới đây. Con đồ to sao thế? Bố đồ nhỏ nhìn này, tấm gỗ này chặn ngang đường đi của mọi người. Mèo có thể nhảy qua được, nhưng con thì không. Thì ra là như vậy, xem bố đây. Tấm gỗ của tôi đâu? Chú Mao, chúng tôi đã giúp chú chuyển tấm gỗ đến chỗ không vướng rồi. Tôi vừa mới dỡ hàng xuống, đang chuẩn bị chuyển vào trong nhà. Mấy người chuyển của tôi đi xa như vậy, tôi làm sao bê vào nhà được? À, vậy để chúng tôi giúp. Mệt chết đi được, bố đồ nhỏ. Lần sau phải hỏi rõ ràng rồi mới làm. Mọi người nhìn xem, kia là cái gì? Tốt quá, cái thùng rác này chắc chắn là không ai dùng. Nếu không, đã không bẩn như vậy. Đi nào con đồ to, chúng ta vứt nó đi. Được à? Con đồ to, chúng ta ra tay nào. Thùng rác của tôi đâu rồi? Lại là hai người. Thùng rác của tôi, hai người giấu đi đâu rồi? Thùng rác đó là của chú Mao ư? Tôi ra ngoài đổ rác, nhưng lại phải đuổi theo con chó. Lúc quay về, thì thùng rác đã không thấy đâu nữa. Chúng tôi không cẩn thận, đã vứt đi rồi. Cái gì? Mau được cán chỗ cho bố. Muốn làm việc có ý nghĩa sao mà khó như vậy nhỉ? Con đồ to đừng nản lòng, chúng ta nhất định có thể làm một việc có ý nghĩa. Tin bố đi. Mưa lá cây rồi, mưa lá cây rồi. Con đồ to, lá cây rụng xuống rồi. Chúng ta mau quét đi, cuối cùng có thể làm việc có ý nghĩa rồi. Nào con đồ to, chúng ta làm ảo thuật nhé. Bố đồ nhỏ, chúng ta là nhà ảo thuật, làm rác biến mất. Các bạn nhỏ, cuối tuần của các em thế nào? Rất có ý nghĩa à. Thầy Đại Mao, em giúp chú trong cửa hàng. Thầy Đại Mao, em giúp mẹ quét dọn nhà cửa. Thầy Đại Mao, cuối tuần vừa rồi em đã làm người làm đẹp đường phố. Người làm đẹp đường phố ư? Đúng thế, chính là quét dọn đường phố. Người làm đẹp đường phố có thể khiến thành phố của chúng ta thêm sạch đẹp. Lao động công ích của đầu to là một việc có ý nghĩa. Mọi người vỗ tay khen đầu to nào. Sau này, mọi người phải học theo đầu to, làm nhiều những việc có ý nghĩa, giúp đỡ những người xung quanh mình, được không nào? Được ạ. Đây chắc không phải lại là thùng rác của chú Mao chứ? Lần này không phải. B
biện pháp tránh nóng. Cuối cùng đã về đến nhà. Nóng quá. Để con mở điều hòa. Mở điều hòa. Không mở nhanh thì bố sẽ biến thành khoai nướng mất. Chả thấy mát ngay thôi. Đúng thế. Chỉ có điều hòa thì mới cảm thấy mùa hè thoải mái một chút. Gió mát mau tới đây. Sao điều hòa lại hỏng rồi? Phải sửa ngay mới được. Mau chóng gọi điện thoại. Điều hòa nhà tôi hỏng rồi, cần phải sửa. Hả? Ngày mai mới tới được ư? Vậy hôm nay tôi phải làm thế nào? Được rồi. Chết thật. Thợ sửa điều hòa nói giờ đang là mùa cao điểm, phải ngày mai mới tới sửa được. Ngày mai ư? Vậy hôm nay thật sự con sẽ biến thành khoai nướng mất. Mở cửa sổ cho thoáng vậy. Vẫn là đóng vào thì tốt hơn. Dùng quạt tay vậy. Con cũng muốn quạt. Dùng tạm quạt thôi. Con đồ ta mau quạt đi. Quạt mạnh lên một chút nữa. Mệt quá. Tay con nhấc không nổi nữa. Vậy bố tự quạt cho mình vậy. Bố đừng nhỏ, bố nở lòng nào. Nhìn con đồ ta đáng yêu nhất của bố biến thành khoai nướng ư? Đương nhiên là bố không nở. Để bố nghĩ xem. Có cách rồi, chúng ta sang bơi nhờ bên bể bơi nhà chú Mao. Như vậy sẽ mát hơn một chút. Ý hay đấy. Chú Mao, chú Mao, cháu muốn dùng nhờ. Là hai bố con à? Đồ to, vừa rồi cháu nói muốn dùng nhờ cái gì? Cháu muốn bơi nhờ bể bơi. Đúng là tiếc quá, bể bơi bị thấm nước. Chú vừa mới xả hết nước đi. Đang định sửa lại bể bơi. Chúng ta đúng là quá đen đủi. Đúng thế, bể bơi sớm không hỏng, muộn không hỏng. Lại hỏng đúng vào lúc này. Nếu giờ mẹ Tập về có thể chuẩn bị một bát dưa hấu mát lạnh thì tốt biết bao. Đúng rồi, mẹ Tập về đâu? Chúng ta về nhà, vẫn chưa thấy mẹ Tập về. Liệu có phải mẹ nóng tới ngất đi rồi không? Đúng thế, chúng ta mau đi tìm mẹ Tập về. Mẹ Tập về. Mẹ Tập về. Hai bố con về rồi à? Hai bố con về lâu rồi. Bên ngoài nóng quá. Điều hòa hỏng rồi, em biết chưa? Em đương nhiên biết rồi. Em còn gọi điện cho thợ đến sửa. Nhưng họ nói ngày mai mới đến được. Vậy mẹ không nóng sao? Đương nhiên là nóng. Cho nên mẹ mới ngồi ở đây, mở cửa tủ lạnh. Hai bố con lo mẹ Tập về nóng quá ngất đi. Vậy mà mẹ lại trốn ở đây hưởng mát. Quá đáng thật. Em sờ vào cạnh tủ lạnh xem. Ôi nóng quá. Khi máy tủ lạnh hoạt động để làm mát trong tủ lạnh, đồng thời cũng khiến nhiệt độ bên ngoài tăng cao, trong phòng sẽ không mát đâu. Đúng, còn không tốt cho môi trường nữa. Hai bố con nói cũng có lý. Vậy chúng ta dùng nó để giảm nhiệt. Đá viên. Mẹ Tập về, ý này của mẹ hay thật đấy. Giờ con chẳng thấy nóng nữa. Đương nhiên rồi. Phải biết là thời xưa, vua chúa cũng dùng đá viên để làm mát. Vậy giờ chúng ta cũng có đãi ngộ giống vua chúa thời xưa rồi. Dùng hết sạch đá trong tủ lạnh rồi. Giờ thì xong rồi. Lát nữa con cũng sẽ tan chảy giống như đá vậy. Đừng sốt ruột, để bố nghĩ xem. Nhất định sẽ có cách khác. Có cách rồi. Bố đã bảo tới đây mà. Thư viện nhất định mở điều hòa. Ở đây mát thật đấy. Bố đồ nhỏ, bố đúng là quá thông minh. Mọi người tới đây mượn sách sao? Không, nhà cháu tới để. Đúng, chúng tôi tới mượn sách. Chúng tôi không mượn sách về nhà mà ngồi ở đây đọc. Đúng thế, chúng tôi đọc sách ở đây. Tốt quá, sau này phải thường xuyên tới đây đọc sách mới được. Đúng thế, ở đây vừa có điều hòa, lại còn được xem sách. Không những có thể tăng thêm kiến thức, mà còn có thể tiết kiệm điện ở nhà.
Vương quốc khoai tây của con đầu to. Mau Dung Dung, cậu đang trồng xương rồng à? Đúng thế. Cây xương rồng to quá, còn cao hơn cả mình nữa. Đây đã là gì? Nó còn có thể cao đến nóc nhà cơ. Còn mọc ra rất nhiều cây xương rồng con nữa. Wow, xịn như vậy sao? Đương nhiên, đến lúc đó mình sẽ thành nữ hoàng hoa xương rồng. Bố đồ nhỏ, cây xương rồng của Mao Dung Dung mọc ra rất nhiều cây con. Sau này bạn ấy có thể trở thành nữ hoàng xương rồng. Vậy sao? Giỏi thật đấy. Bố đồ nhỏ, con cũng muốn làm quốc vương. Thế giới của trẻ con thật đơn giản. Mình phải trêu con đồ to mới được. Chuyện này đơn giản mà. Con đồ to, giờ con hãy trồng một củ khoai tây. Một củ sinh 10 củ, 10 củ sinh 100 củ. Con sẽ nhanh chóng có thể trở thành quốc vương của vương quốc khoai tây. Khoai tây đã được trồng vào đất rồi. Mình rất nhanh sẽ trở thành quốc vương khoai tây thôi. Khoai tây nhỏ, yên tâm nhé. Mình sẽ bảo vệ cậu. Bố đồ nhỏ, bố đi đâu thế? Mẹ tập về bảo bố đi mua hoa quả. Con đang làm gì thế? Bảo vệ khoai tây. Con biết cư dân khoai tây của con bao lâu nữa mới có thể mọc ra được. Con đồ to thực sự trồng khoai tây à? Con phải chăm chỉ bảo vệ khoai tây. Khoai tây sẽ mọc kín khắp vườn. Con lập tức sẽ biến thành quốc vương khoai tây. Thật sao? Tin bố đi, tiếp tục đi tuần nhé. Vâng ạ. Không được lại gần đây, mau tránh ra. Kệ thôi, cậu sẽ làm ồn tới khoai tây của mình. May mà không đè lên khoai tây của mình. Đồ to, cậu đang làm gì thế? Mình đang bảo vệ khoai tây của mình. Vì sao phải bảo vệ nó? Bố đồ nhỏ nói rồi, nó sẽ mau chóng mọc ra rất nhiều khoai tây, biến thành một vương quốc khoai tây. Còn mình chính là quốc vương. Siêu như vậy sao? Đương nhiên, nếu cậu và mình cùng bảo vệ khoai tây, cậu có thể làm đại tướng quân của vương quốc. Được. Đồ to, đã đi tuần lâu như vậy, khoai tây mọc ra bao nhiêu rồi? Mình đoán chắc là mọc ra nhiều rồi. Chỗ này chắc chắn đã mọc ra khoai tây mới. Chỗ này chắc cũng mọc rồi. Có khi chỗ này cũng mọc rồi. Còn chỗ này nữa. Còn chỗ này nữa. Dưới mỗi vòng tròn đều là cư dân khoai tây mới mọc ra. Mình là quốc vương khoai tây. Cậu là đại tướng quân. Bố đồ nhỏ không được cử động. Sao thế? Bố đồ nhỏ, suýt nữa thì bố dậm lên cư dân khoai tây của con rồi. Dưới mỗi vòng tròn đều là cư dân khoai tây của bọn cháu. Không có sự cho phép của bọn con, không ai được đi qua quốc vương khoai tây. Chết rồi, hai đứa trẻ này tưởng thật rồi. Quốc vương khoai tây, giờ bố cần đi vào nhà. Cái này làm vé vào cửa được không? Được rồi, nhưng bố đồ nhỏ phải cẩn thận đấy. Không được dẫm vào cư dân khoai tây. Được rồi. Đã vẽ nhiều vòng tròn như vậy, bên dưới lại không có khoai tây. Bọn nó cần thực sự tưởng là thật. Ấy, bố đồ nhỏ, bố dẫm vào cư dân của con rồi. Không thể nói, nếu không, con đồ to sẽ biết là mình lừa nó. Cư dân khoai tây của con. Tất cả hoa quả cũng không đủ đền nhiều khoai tây như vậy. Mau xem cư dân khoai tây của bọn mình có bị thương không. Hả? Khoai tây đâu? Chỗ này cũng không có cư dân khoai tây. Bố đồ nhỏ đè nát hết cư dân khoai tây của mình rồi. Có chuyện gì thế? Đây là do ai làm? Con đồ to, Tiểu Minh, bố phải nhận lỗi.
Bố không nên tùy tiện trêu đùa các con. Thật ra, một củ khoai tây không thể lập tức mọc thành một vương quốc khoai tây được. Vậy phải thế nào mới có thể mọc ra thật nhiều khoai tây ạ? Cần phải trồng rất nhiều khoai tây, còn phải chăm chỉ tưới nước, dần dần mới có thể thu hoạch được thật nhiều khoai tây. Như vậy à, thế này được không? Chúng ta cùng nhau trồng khoai tây, đợi đến mùa thu, sẽ thật sự có một vương quốc khoai tây rồi. Tuyệt quá, sau này con vẫn có thể làm quốc vương khoai tây. Quái vật trong thư viện. Chán quá, đúng là chán thật. Thật là chán, chẳng vui gì cả. Chán quá. Thật là chán. Đi xem có đồ chơi gì hay ho giấu trong thư viện không. Đồ chơi hiện ra đây. Xông lên. Đường hầm thời gian. Con đồ to, yên lặng. Đây là nơi công cộng. Con đi tìm một quyển sách mà mình thích, rồi ngoan ngoãn ngồi xem đi. Đừng làm ồn. Vâng ạ. Vừa rồi là âm thanh gì nhỉ? Rõ ràng mình nghe có tiếng động mà. Sao lại không có gì nhỉ? Lẽ nào là... Lẽ nào là... Quái vật! Có quái vật. Bố đồ nhỏ, có quái vật. Quái vật khổng lồ. Xin lỗi mọi người, làm phiền mọi người rồi. Con đồ to, con kêu ầm ĩ gì thế? Bố đồ nhỏ, con nói cho bố biết, trong thư viện có quái vật. Con nghe thấy âm thanh của quái vật mà. Âm thanh của quái vật ư? Sao có thể có quái vật chứ? Chắc chắn là âm thanh tưởng tượng rồi. Âm thanh tưởng tượng là gì? Chính là tưởng rằng mình nghe được âm thanh nhưng thật ra là không có. Chắc chắn là con tưởng tượng ra thôi. Bố đồ nhỏ, con thực sự nghe thấy âm thanh của quái vật mà. Con đảm bảo, mau cùng con đi tìm xem. Được thôi. Quái vật, ta không sợ ngươi đâu. Chưa biết chừng, quái vật trốn trong giá gỗ. Không không, không được phá hoại của con. Người có phải là quái vật không? Xin lỗi nhé, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Quái vật, chạy đi đâu? Bố đồ nhỏ, chẳng thấy quái vật đâu cả. Bố biết rồi, đây là thư viện. Quái vật nhất định trốn ở trong sách. Chúng ta tìm trong sách đi, nhất định sẽ bắt được quái vật. Con đồ to, phải xem kỹ nhé. Tìm trong từng câu từng chữ, từng bức tranh một mới có thể tìm thấy quái vật. Được, con sẽ không để nó thoát đâu. Sách hay như thế này, nhất định không ẩn dấu quái vật. Xem quyển này nào. Đã muộn thế này sao? Bố đồ nhỏ, con đói rồi. Chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Được.
Con đồ to, con có phát hiện thấy quái vật không? Hay là nghe thấy âm thanh của quái vật? Hình như con không còn nghe thấy âm thanh của quái vật nữa. Lẽ nào chúng bỏ chạy rồi sao? Bởi vì con đọc sách rất chăm chú, quái vật hay dọa trẻ con, cảm thấy nhàm chán nên bỏ đi rồi. Vậy sau này con làm việc gì cũng sẽ chăm chú. Vậy mới đúng chứ. Đi bộ ra hình trái tim. Anh ra ngoài một lát. Đã mấy giờ rồi mà anh còn ra ngoài? Vận động một lát. Con đồ to, con có cảm thấy bố đồ nhỏ gần đây rất lạ không? Sao con cũng kỳ lạ thế? Hai bố con có bí mật gì giấu mẹ ư? Không ạ, con đi ngủ đây. Lẽ nào mình nhạy cảm quá ư? Anh ra ngoài một lát. Lại ra ngoài. Này, con đồ to. Mẹ tập về, con và bố đồ nhỏ cùng đi tập thể dục đây. Hai người này nhất định có bí mật. Con cùng giấu mình. Không được, mình phải đi điều tra rõ ràng. Nửa đêm rồi, con muốn làm gì nữa? Chúng ta tiếp tục đi bên này. Nhất định phải men theo lộ trình. Rốt cuộc là làm cái gì mà còn có lộ trình cố định nữa? Còn cả trèo tường nữa. Quả nhiên có bí mật. Thật là đáng ghét. Đây là đồ mới mua. Hai người lại tới rồi à? Chú bảo vệ phải giữ bí mật cho bố con cháu nhé. Đồng chí bảo vệ, vừa rồi hai bố con nói gì với anh thế? Tối nay trăng đẹp quá. Làm gì có trăng. Được lắm, ngay cả bảo vệ cũng thông đồng với hai người. Mẹ nhất định phải điều tra ra hai người đang làm cái trò gì. Hai người này đi về rồi sao? Vẫn còn sớm mà. Bố đồ nhỏ, mục tiêu của chúng ta còn bao lâu nữa mới hoàn thành? Còn cần thêm một thời gian nữa. Giờ vẫn chưa hoàn hảo lắm. Vâng, nhất định phải hoàn hảo mới được. Đúng thế. Giờ chúng ta đi tìm cô gái đó. Bố đồ nhỏ quen cô gái khác ở bên ngoài, còn mang theo cả con đồ to đi cùng. Đẹp quá. Đúng thế, bố cũng thấy rất đẹp. Có kịp không ạ? Cô gái đó đã hứa rồi, nhất định sẽ kịp. Tuyệt đối không được để mẹ tập về biết được. Có gì cần tôi giúp không? Quả nhiên là rất đẹp. Xin hỏi vừa rồi, hai bố con tới đó làm gì? Hai bố con có một kế hoạch bí mật. Ngoài ra thì tôi cũng không biết. Được rồi. Mẹ tập về, nửa đêm nửa hôm còn đi đâu? Đúng thế, mẹ đi đâu thế? Mẹ ư, mẹ ra ngoài đi dạo một vòng. Con đồ to, đi ngủ thôi. Vâng ạ. Con đồ to nói xem, con cùng bố đồ nhỏ đi làm gì? Trái tim. Trái tim. Trái tim gì? Độc nhất vô nhị. Vẫn chưa hiểu lắm. Điện thoại của bố đồ nhỏ. Điện thoại. Đúng rồi, điện thoại của bố đồ nhỏ. Mẹ tạp về đang làm gì thế? Xem ra hành động bí mật của hai chúng ta đã bị mẹ tạp về phát hiện rồi. Giải thích cho mẹ xem. Hai bố con nửa đêm chạy ra ngoài, đi gặp cô gái xinh đẹp đó làm gì? Em đi theo hai bố con anh ư? Đúng thế, em lo hai người làm việc gì ngốc nghếch. Thì ra vì thế mà váy của mẹ bị rách. Đúng vậy. Hai người đường bằng phẳng không đi, sao lại phải trèo rào? Ôi, bị mẹ phát hiện hết rồi. Để con mở. Ồ, còn theo tiếp tận nhà ư? Bởi vì hai người yêu cầu làm gấp,
nên tôi đã thức suốt đêm, hoàn thành rồi mang tới đây. Tốt quá, mẹ tập về mau thử xem. Thử cái gì? Đẹp quá. Đây là cái gì? Mẹ tập về, mai là kỷ niệm ngày cưới của mẹ và bố đồ nhỏ. Con và bố đồ nhỏ bàn bạc rất lâu, quyết định tặng mẹ hai món quà. Thứ nhất là chiếc váy này. Cảm ơn con. Vậy còn món quà kia là gì? Bố đồ nhỏ mau cho mẹ xem đi. Đây là cái gì? Đây là trái tim hai bố con tặng mẹ. Đây là một hình trái tim do bố con anh dùng bước chân đi bộ tạo nên. Cho nên hai bố con mới trèo tường đi lòng vòng trong khu nhà. Đúng, trái tim này mẹ có thích không? Mẹ thích lắm. Cảm ơn hai bố con.